sáng hôm nay anh em lại tiếp tục công việc các bác ạ. Tranh thủ đang nắng ấm thế này thì lấy đi không không khí lạnh vài hôm đấy, nó ăn hết mật. Lớn chưa quý? Tổ ong lớn chưa? Vậy thì đừng biết thế, đừng hỏi quý đấy nha. Biết thế mình cúi là gối, mình hỏi đầu gối mình hơn. Đấy, thả hỏi đừng hỏi còn hơn. Thôi, không cần nửa tổ đâu, chỉ cần nửa bộ mật là được rồi. Trước là 4 cân, hôm nay có khi được mấy đợt tốt lắm rồi. Lại thế thiếp à quý? Có, anh ơi. Có tối, mình bay nhiều lắm đấy. Chả lẽ là cái tổ kia nó bay nó vòng lên. Ừ. Đấy. À bay. Đó mà, ngay trên tên nữa mà. Đây. Qua kia. Đấy, rồi áp bên đấy, má bên đấy. Cái đoạn trắng trắng nghe đây hả? Má đằng sau cái ngọn núi trắng đấy. À. Anh Ân lại phát hiện thêm một hướng ong bay nữa các bác. Ở đằng sau cái chỗ đá trắng trắng đây. Cái này là tổ thôi chứ không phải cái tổ kia đâu. Cái này nó bay từ đâu trong ấy ra nhiều lắm mà. Nhiều lắm à? Bay như vậy chấu luôn. Ừ, cho vào ống sao? Không thấy được. Cái này là nó phải ở trong ở phía trong phía kia. Sau ấy, sau ấy, sau ấy. Sau luôn. Ong ở núi ấy. Rồi, ong. Bên đấy mà. Ong của mình mà. Của mình về càng nhiều càng tốt. Không thể. Cái tổ này nó tổ này nó chỉ phóng cái này thôi. Cái này nó phóng từ trong bên kia lên mà. Cái này mình thấy nó lên chứ đâu có thấy thế, có nghĩa là tổ này phóng cái này. Đây này, cái gạt lại là không kéo cho đi lại. Nó phun nó lấy gà mà. Đấy. Đi, thử xem thấy cái điện thoại không? Thấy không? Phải dí gần sao thấy được. Thấy không? À, xe vòng. Thôi, lên đi. Giờ em và anh Ân sẽ lên đi lấy tổ ong các bác ạ. Cái tổ này thì phải hai người lên hỗ trợ nhau. Tại vì mọi người cắt, mọi người đỡ xô các bác. Còn quý thì sẽ ở dưới là bay fly cam. Anh Ân ơi, tiền cưới vợ đây chứ đâu nhỉ? Đây này. Tiền cưới vợ đây này. Nằm ở dưới gốc này. Cái này là cái anh em hay nói đùa là cái sâm 6 tháng đấy các bác. Sâm trồng 6 tháng để thu hoạch đấy. Hả? Cười gì quý? Sâm alipat 6 tháng. Thì đấy, thì củ sắn là sâm 6 tháng còn gì nữa. Đúng không, 6 tháng không? Trồng tháng 3, tháng 9, tháng 10 thu hoạch là thành sâm 6 tháng đấy. Tổ ong to chứ anh Ân nhỉ, không phải bé đâu. Nhưng là tạm được. Tạm được, ong cuối mùa này là to đấy các bác. Anh em lên tới điểm này là có cái dây lên các bác. Đây là quá. Vừa leo dốc lên. Này, có cái dây này lên này, lên đến tổ đó các bác. Thôi, anh em chuẩn bị. Chuẩn bị đồ lên phía đây. Cái này lâu lắm rồi, không lên đây là nó hơi rộng này. Năm kia mà. Sơn một nửa, nó làm một nửa tổ mật luôn.
Ok rồi, cầm lên anh. Em thả tay nhá. Nặng mà. Lúc lấy thì nhanh thôi các bác ạ, nhưng mà cái đoạn đường leo trèo lên công tác chuẩn bị thì rất là lâu. Hiện tại thì anh em đã lấy xong tổ ong rồi. Đấy, còn để lại ngần đấy cho nó ở và sinh sản tiếp. Biết đâu được sau này ta lại lấy những 15 cân thì sao? Vâng, dụ cho nó ở lại ấy. Thôi anh em ta xuống thôi. Thu dây luôn anh ơi nhá. Kéo lên, anh kéo lên xem. Nhấc hẳn lên xem. Đấy, khoảng 5 cân đấy. Được 5 cân đâu. Được rồi nhỉ. Được rồi. À hình như trong lán có cái cân mà đúng không? Không. Không, mang về nhà cân. Tổ hôm trước thì được hơn 4 cân các bác ạ. Tổ này thì được tổ 5 trước, cân. Tổ hôm trước được việc rồi đấy, thành công okay, rồi. Tổ hôm trước thành công. Tổ đấy còn thành công hơn. Nhưng mà tổ cứ thành công hơn. Tổ cái tổ, tổ hôm trước là 100 năm cơ cái này. Tổ này không để được 100 năm đâu. Tổ hôm trước là thành công rực rỡ luôn. Tôi mua giờ rồi, ăn miếng cuối mùa nó đặc các bác, đặc và màu như vậy tùy từng tổ các bác. Tổ hôm trước thì nó sẽ vàng hơn, nhưng là có tổ nó sẽ vàng, tổ sẽ tổ vàng, màu tổ nó khác tùy từng kiểu nó nhích. Anh em làm miếng mật ăn
phải ăn chứ, ăn cuối mùa đi. Ui, cái này dễ tan lắm, cục này mật nó yên nắp đi. Mật đẹp chưa? Mật đẹp thật. Đây em có đi rồi. Em mời các bác nhá. Ừ. Cảm giác thế nào? Em mời các bác nhá. Ôi trời, nghe khạc khạc luôn. Kiểu là đặc. Cá cháp nó béo luôn. Wow. Ừ. Béo. Ăn lấy vài miếng này khỏi ăn cơm luôn, nó đến điều luôn. Ôi. Nó ngang mụn rồi. Về nghỉ ngơi mai đám cưới anh Hà. Mai đám cưới anh Hà đấy nhỉ. Nào các bác, hôm nay thì video của anh em cũng đến đây thôi. Giờ cũng muộn rồi. Để anh em còn về mai đi đám cưới anh Hà nè các bác. Anh Hà mời anh em sáng mai đi đám và đi đón dâu luôn. Xin miếng nữa. Đặc rồi, tối nay đặc lắm. Đặc mà. Đặc cực khắc luôn. Tối hôm trước còn sống đặc ở chỗ này luôn. Các bác có nhu cầu mua mật ong, nấm lim, hạt sổi và các đồ ngâm rượu thì vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình các bác nhé. Anh em chúng em xin cảm ơn tất cả các bác. Ui, con này to thế. Đấy. Chọc kéo chút luôn thì kìa. Trong cái bụi ấy. Đấy. Tháng này anh em lại đi bắt lươn các bác ạ. Sau hôm đám cưới anh Hà thì anh em ai đấy cũng là long thể bất an hết rồi. Không á thôi. Ôi ra rồi. Đi bắt đầu. Đi. Đây. Không. Anh bắt như thế thì nhẹ thôi, nhẹ, có được đó. Nhẹ thôi. Ừ, mất rồi. Lại mất nhá. Mất rồi. Vẫn được. Được. Này, có lượt to đấy chứ. Đấy, to mà. Cái con. Lươn đâu rồi chứ. Kiếm làm nồi cháo nhỉ. Đói quá. Giải rượu. À đây. Đâu. Đấy, con đấy to đấy. Chắc là từ bên này ra rồi. Trong núi dạ rồi. Đây. Không phải. Xăm, không trúng rồi. Chắc là bé. Kìa bên này. Phải đâu. Ơ đây. Đấy, anh ơi. Được rồi. Quý khởi động từ một con rồi nhá. Nhiều lúc chưa làm được. Hôm nay cho huấn luyện cho ăn mò cua ốc. Ốc bươu vàng. Ôi, là cái gì này, cúc này. Đeo đầu tôi ăn luôn. Ui, con này to rồi, thôi này. Đây, con này to lắm rồi này. Đây các bác. Nhiều. Con này to đấy. Thôi thử nhá, xem nhá. Chắc chắn là ở đầu bên này rồi. Kìa. Ý. Đâu nhỉ? Đâu. Gần lắm. Đây. Con này to mà. Hơn hai con lúc nãy, ba con lúc nãy. Bên này. Mấy cái mà bên này. Đâu. Ấy con này cũng to. Ơ đi. Không ra rồi. Ôi giời kìa. Ôi nó mất luôn. Sao ra bên này nhỉ? Ra ngược lại. Đấy, con này to đấy. Gần răng bờ là to nhưng mà anh em không quay các bác. Không kịp quay. Okay. Đấy. Cháo thì nhanh thôi nhỉ. Lươn đồng đây. Kiếm nồi cháo. Cháo có sức đi rừng tiếp đi. Mai Lê Ông. Hôm qua Ân ở nhà thì nó đã soi. Nó ở nhà thì nó đã soi thấy cái tổ ong hôm trước mà anh em bắn ống nhòm đấy rồi các bác. Mai anh em sẽ đi lấy tiếp. Đây. Ôi, cẩn thận, mất rồi. Con này to mà. Ui, trời hắn mà. Ui, to thế nhỉ, mà mất nhỉ. Tiếc thế. Thế chạy ra hướng nào rồi? Bên này rồi. To thế. Tiếc thế nhỉ. Tuổi quan quá. Quý à, quý ra tay con đầu tiên hả? Không, chủ tao chủ quan quá. Chủ quan mới mất đấy. Không còn thế mà. Thôi thì kiếm con khác thôi. À? Càng to kìa. Đâu chưa lại xem nào. Bạn ươm. Cứu lại.
Bị rơi hố à? Con lại to hơn con kia luôn mà. Còn lúc nãy á? Đây này bắt trượt bắt. Mang xô lại bỏ con này vào. Thôi, cái gì nữa, quần áo nữa. Ôi, lại dính tiếp. Được lầy. Cẩn thận cái ruộng này nó lầy. Thấy không con này? Con này to này. Ý, thấy chưa? Tóm đi cho nó ra, làm cái gì cho nó ra. Móc bên kia, móc bên kia tao ra. Móc bên tự. Đấy, ra. Đi cho nó ra. Đừng vào. Đừng vội. Rồi. Đây, to đúng không? To mà. Đấy, to hơn. Này. Ô, mới chốc được rồi cháu. Này, cái này lát nó phải gọi chúng mình nữa. Kêu lại ông Minh nhá. Gọi chúng mình. Ôi, con nhá. Con to tất cả các con còn lại luôn. To rồi đấy. Quý lại tóm được con rồi. Mới tự. Tự con. Con thế mà con gì nhá. Ai con. Ui mà không kịp quay. Em đến bên này em không ngờ. Không ngờ là được nó đấy chứ. Bây giờ đạt cá bây giờ chuyển sang móc rồi. Ôi. Quý lại đi quý. Thật sức đi. Lại đây đón. Này. Từ bên này sang cơ mà. Từ đừng nói. Từ bên này sang cơ mà. Tôi làm sao làm con mà cổ tay ấy nhá. Không ăn đâu. Nó cứng lắm. Cứng xương lắm. Kéo cái này ra. Con này cứng xương lắm. To. Cứng xương hay là nhiều thịt. Con này cho mọi cái xô. Đây. Ôi. Này, ông vào này, lấy luôn. Lấy cho quý ăn à? Con ăn ngon đấy, ngon mà. Thôi, ăn gì ông vào. Thôi, bỏ ra đi. Lươn đẩy. Không anh ơi. Không kịp quay luôn. Cứ bảo không được. Làm mình không quay. Có phải ông này hay là ốc ấy, ốc nằm á? Để quý xem con này quý này. Này, nhìn cái mà này. Quý chút. Mà lươn đâu. Ui. Mà nhiều nước vậy. Ú thẳng. Rắn à? Đúng mà, nó cầm cái tay của chân của em. Cái dây cầm lên mà nhớ. Cũng không để ý. Gì đấy? Tốt được con à? Không được. Nó nhiều cây quá. Cái này trong bờ thì mình chịu thôi. Trong bờ ao ấy. Ấy. Ê. Lâu lắm rồi này. Này. Hả? Con này nhá. Đâu nhỉ? Đây này. Đây này. Còn nó trong bờ không ấy? Ngồi đây thấy chưa? Thấy chưa? Con này to đấy thì xa lắm. Đây quý tự. Vẫn quay. Mình đang lặng làm. Ô đây. Ấy. To. Đi rồi. Đây. Tụt chưa? À đây. Những con bé ạ. Ui là này, đi rồi. Mở qua này kia. Con này to lắm này. Đây này. Đâu rồi. Ráng em ơi. Thì thống bừa rồi. Ra đi, ta phải chung một nhà. Đi ra đi. Nó đây này. Thấy chưa? Tống đi, nó chạy bất ngờ. Thôi một tay không.
Giờ cho anh Ngân bắt. Nào. Bạn luôn luôn nhá. Đi cần kiếm trục quan như thế này là. Ô dạ, con này bụng vàng ấy vừa quay. Này. Lươn. Này là bằng ngón tay đấy các bạn. Đấy, vàng nhá, con này vàng thật. Đúng là người ta bừa vẫn to hơn đâu. Để nó bừa vẫn to hơn. Ha lại. Cái này là mình vừa kết hợp cá đi đạp cá đi móc luôn rồi. Thì con to mà. Móc trong bờ nó có lươn to nên mình to phải móc chứ. Móc tiếp đấy. Tiếp đấy. Đây, 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 đây. Đây, đây, đây. Này nữa hả? Này. Ờ, con này bé. Bé. Đây, đây. Đâu không bé đâu, không bé đâu. Đây, săn đi bên kia xem. Săn bên kia xem. Ngăn nước đi. Ngăn nước từ đấy đi kìa. Ủa đây. Ờ, tốt rồi đấy. Một quát, một quát. Anh đưa xuôi. Ok, đâu, đâu, đây, đây. Ôi, ôi, đây. Đây, đây, cho vào đây, cho vào đây, cho vào đây. Thế toàn lương ràng không? Có gì chưa về được anh em. Chưa về được đâu, đang còn nhiều lương. Nhiều này, hàm lắm. Có khi gọi anh Minh cho anh phát động phong trào không? Có chuẩn bị mình lắp làm một trò. Đây, nó vừa vàng này. Để theo gọi Nguyễn nhá. Gọi anh Minh đi. Alo. Anh Minh ơi. Anh bác lên một buổi cháo nè, bác tưởng mưa luôn rồi. Bác tưởng một buổi cháo lên nhá. Bây giờ bác tưởng mưa luôn rồi, đi nấu cháo luôn ăn. Nha, 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 đi vào mọi sáng. 10 phút nó sang đây đấy. Có. Gì đấy, lại tốn nước nữa hả? Mạnh lên. Nghe nghe tiếng vào trôi nhưng không thấy con lươn đâu cả. Nó nhanh mà về ăn cơm nữa các bà ơi, chưa rồi. Chào các bác. Mới vừa ra mà chưa lại vào trưa rồi. Vâng. Các bác làm mà. Ừ. Nghĩ là lên quay luôn nhé. Chỗ em giờ bắt đầu làm mạ các bác ạ. Cũng được tầm 1 cân các bác. Vâng. Mày lên. Kết được một con. Ô to thế. Không được rồi. Thế con cuối cùng nhá. Thôi tổng kết đi về đây. Nãy Quý gọi chúng mình rồi các bác. Giờ anh em sẽ mang lên đấy làm nồi cháo rồi tính tiếp công việc của chiều nay. Nói chung là buổi sáng cứ phải xong việc buổi sáng đi đã. Muốn phải kiếm một con đấy. Thôi để làm giống. Kiểu gì đồng này hôm sau ta chẳng ăn. Của mình cá đúng không? Của mình cá ấy mà. Hay là say rượu chưa dậy được. Anh em lên đến nhà chúng mình rồi các bác. Chào bác rồi. Chào chị. Chào chị Thìn, đầu bếp. Mấy em ngoài. Em đi cầm lấy đi cho luôn. Cho luôn đấy đúng không? Những con to trong bờ trước nhà chú Minh các bác, nhưng mà chú Minh lại vừa đi ra ngoài chút việc đi làm nhiều. Nhiều nhờ được 1 cân đấy các bác, này anh em được 1 cân. Thế là hôm nay là được ăn cháo toàn lươn à? Có toàn lươn, cháo lươn. Rồi chuồn lắm. lấy đua lúc này múc sao được. Cái này chỉ có đổ may ra có đổ cái nước ra thôi. Nhưng mà nước nó lại phí chứ. Ý là đổ nước ra một cái gì khác ấy. À, cái gì hứng bên dưới ấy. Mình vẫn múc ở ngoài đây này. Là lươn. Đây, nó quấn này. Hay là có khi đừng nấu cháo nữa anh em ạ. Ăn luôn đi hả? Này là ăn được rồi đấy. Này, ăn được rồi. Sơi luôn. Hết.
Cậu nhá, tớ bắt được nhá. Làm như chị Thìn nó dễ này. Đấy, cái thìa gạo. Chị ấy là đầu bếp mà nó phải khác. Đi đâu về mát? Đi gặp giữ anh em tổ dân phố một tí. Có tí việc. Chào tất cả mọi người, chào các bác. Hôm qua thấy say thế. Mà sáng nay lại đi sớm đấy. Sáng nay anh em ra đồng chú ạ, kiếm ít lươn về nấu cháo. Hôm qua ai cũng say rượu cả. Ngon nha. Ngon không? Cái này là dã rượu luôn rồi đây, bây giờ là chưa tỉnh thế này. Anh làm điều gì á? Cái này là giao cho đầu bếp Thìn nhá, hôm nay nhá. Có nồi cháo ngon để anh em ta dã rượu đây này. Bỏ muối à? Em thấy chị bỏ muối, chị bỏ lại cho em với. Tại vì chưa quay được. Bỏ muối mà chưa quay được rồi bỏ lại là hỏng đấy. Nước cốt xương. Hai môi cộng với là một, lúc nãy là một mớ cái xương nữa. Cốt. Yeah. Cần chan cơm này. Chị Thìn để lại cho cái nồi để chan cơm này. Thơm nhỉ. Thơm cái mùi hành. Hành nước mắm. Ở bên này thì chú Minh đã chuẩn bị sẵn rồi các bác. Cái này là đậu phụ. Này rau răm, rau ngủ đây, ớt đây, nghệ, chanh, hành nữa. Này là những cái đồ bỏ kèm. Còn nếu mà anh em nào muốn bánh đa thì ở đây các bác ạ. Đây, bánh đa đây. Toàn lươn thôi. Toàn lươn là lươn. Nó lươn nó giỏi nhỉ. Nó xúc cả bồn, xúc được cả trong nồi. Giúp cả cháo đây này. Cả cháo luôn. Bây giờ là cho ăn thôi, triển khai thôi. Múc cho bà bát. Múc cho bà bát trước. Bát cháo lươn. Ăn sáng. Lát bỏ rau vào cho bà luôn. Đầy đủ gia vị luôn. Có đầy đủ gia vị luôn. Cho gia vị vào luôn. Là đầy đủ nhá. Chắc ăn được hành này, thêm một chút hành vào. Phải có hành nó mới thơm. Hành, phải có hành mới thành cháo lươn được. Nghệ bà cũng ăn được. Có ớt là bà không ăn được thôi. Đấy, chanh. Cháo thơm này. Đấy, giờ thì đây anh giao cho ân tít nha. Thử xem là hôm sau là bưng đồ cho cho bố hoặc là mẹ vợ hả? Chú cứ trêu anh ấy, anh sắp có vợ rồi đấy. Hôm trước nói em một câu này nhá, tưởng mình có người yêu à? Thơm mà chị mắc khen tổ lắm. Ui thơm thịt trâu nhá. Thịt trâu hoặc là đồ nướng. Đấy, nướng gà kể cả măng chua cũng ngon mà, bỏ măng chua cũng ngon. Nướng canh măng ăn ngoài đây luôn à? Ăn ngoài bàn tròn luôn chú ạ. Ăn này chuẩn bị cho anh mấy cái thìa nhá. Quý ơi, một tô này. Nhớ cái hôm mà ở trên đồi không? Bảo là chị cho con gà ăn ấy, về để về em thịt. Đi đâu cũng nhớ mỗi con gà thôi. Ngày trước là gà với chim. Đang ấy kìa. Chị Thìn ra ăn sáng luôn chị Thìn nhá. Chị ra ăn sáng luôn chị ơi. Nhiều lắm. Ăn cháo rồi ăn sáng rồi ăn trưa. Ta lại quấy quần bên nhau. Này đúng giải rượu luôn nhỉ. Đúng mà. Quần em rượu luôn này. Hôm qua ai cũng lết rồi. Bế quan luyện công thêm mấy hôm. Hôm qua đám cưới ai cũng lết rồi, ai cũng say. Được 6 bát các bác. Đây là anh em làm ít ấy. Chứ không với số lươn này thì phải làm được hơn chục bát. Vì là nhiều lươn mà. Nhiều lươn mà. Không bỏ hoa chuối đâu nhá. Giờ là ai bỏ cái gì bỏ nhá, đây này luôn. Đấy. Tức là quyền tự do trong ngôn luận. Chị Thiên ơi, chị ăn sáng. Ăn cháo đi chị ơi. Luyện công mà là chị. Hôm nay không dùng đến rượu. Hôm qua em vừa say xong mà hôm nay chị Thìn đầu bếp lại bảo là các chú có làm vài chén không? Đâu mà làm xin. Kể như cháo lòng là có khi là cũng cố làm vài ly đấy chị ạ. Cháo lòng tại vì cái lòng nó nhiều mà. Vâng. Rau. Hành này. Nghe, bỏ tất cả đồ này vào.
Vắt thêm ít chanh nữa, cho thêm ít muối hạt dối nữa. Ăn chanh thì vắt. Thơm. Nhìn này lại nhớ cái nồi cháo cá hôm ở trên kia nhỉ. Cháo măng, cháo ếch nữa. Mà hôm đấy anh em ăn thì cũng không quay các bác. Cái đoạn ăn đêm này anh em không quay lại. Nhưng hôm nay cũng nhiều mà, được nhiều ếch mà. Có ai ăn tương ớt thì lấy luôn. Tiêu chanh ớt, hành đa, cháo thơm. Cháo đặc luôn đấy. Bánh đa. Ô quý hình như đang ít ớt, quý chưa bỏ ớt sao? Bỏ rồi à? Bỏ rồi. Ôi. Ăn thôi. Ta là ăn cháo đi. Ăn sáng. Anh em cho em mời các bác nhá. Mời các bác ăn sáng với anh em. Mời các bác nhá. Vừa anh Minh ạ. Vừa ngon mà. Nếm mà ngon lắm. Nếu mà chưa vừa thì mình lại bỏ thêm vào. Chị ơi bánh hoa này. Mắm tí muối này. Ngon, tuyệt vời. Như em thấy anh Ngân chưa bỏ muối. Không bỏ đâu, anh phải bỏ thêm muối vào. Tiêu. Mời tất cả các bác. Mời các bác nhá. Ui, chết rồi, mình bỏ nhiều quá được chứ. Cho nữa một tí. Bước xong một tí. Cho em nhá. Ai bỏ thấy cả lọ đúng không? Thế nhiều thì bỏ nhiều. Thấy nhiều. Nhiều quá. Giải rượu đúng không? Giải rượu, ngon thật. Mời mọi người ăn sáng nhá. Sáng trưa. Nhưng mà đây là cháo nấu trước rồi đây. Nấu trước cho Như ạ. Gọi điện cho ông Minh bảo nấu trước đi. Không là không kịp. Cái lúc được lươn thì mới gọi đấy. Được lươn bắt đầu cháu mới gọi. Nếu mà gọi trước thì khi là ăn cháo không. Nhưng mà cũng không lo đâu mà. Mình ra đồng thì cứ đi là có thôi. Cứ đi là có thôi. Sự ăn cháo không thì đang để lấy nè. Vâng. Họ chưa cấy. Chưa cấy. Các bác bảo sao mà ăn cháo cũng vắt chanh. Nhưng mà có cái vị chua chua ngon, ngon mà. Nói chung là ai ăn chua thì thấy ngon. Theo từng khẩu vị của mọi người. Chất lượng. Cả một cân lươn. Cháo này. Lươn lên này. Nhưng sao bắt cháo một cân lươn. Mình ăn mà không phải mình bán. Em mời các bác nhá. Mời các bác. Tí nước mắm một nữa. Ăn thêm, thôi tranh thủ ăn lên tự không hết phần đấy. Không sao đâu anh, mỗi người một bát mà, lo gì đâu. Liên quan đúng không? Chẳng liên quan. Thôi các bác ạ, video của anh em có lẽ đến đây cũng xin phép là kết thúc. Vì cái cảnh ăn cháo này thì cũng chỉ là bỏ vào miệng rồi ăn thôi, không kiểu là chạm ly được giống như uống rượu. Chạm bát đi. Nên là anh em chúng em xin phép các bác tạm dừng video tại đây. Anh em làm bát cháo rồi chiều anh em lại tiếp tục công việc đi rừng các bác. Nếu các bác đã theo dõi tới đây thì vui lòng cho anh em chúng em xin một lượt like và lượt đăng ký các bác nhé. Tạm biệt các bác. Tạm biệt các bác nhé.